Tưởng tượng xem giấc mơ của bạn đang ở chốn nào. Khi đã xác định được đó là điểm đến, thì hãy khóa chặt phương hướng, giữ vững niềm tin. Chuẩn bị, lao đi. Xuyên qua rừng rậm mênh mông, bước qua vùng đất đầy sự tuyệt vọng. Sống sót qua cơn bão, qua tầng tầng lớp lớp mưa lạnh cống. Còn lại phía trước là một hiện thực tàn nhẫn. Nơi đó rốt cuộc là mộng tưởng hay là vọng tưởng, luôn bị đánh thức vào chính lúc này. Lay động sức mạnh mặt đất để một lần nữa kiên định. Tưởng tượng ra con cá đang bay và con chim đang bơi. Bạn làm nên kỳ tích của chính bạn. Luôn bị đánh thức vào chính lúc này. Bạn làm nên kỳ tích của chính bạn. Nơi đây chính là vùng đất mộng tưởng của bạn. Liên minh siêu nhân vui vẻ, anh hùng trở về. Rạp xiếc trong mơ. Tiến sĩ, nếm thử bánh quy tôi mới làm đi. Cái gì đây? Sắp có đoàn xiếc tới thị trấn hả? Đây là đoàn xiếc mà tôi đã từng đến xem với bố tôi khi còn nhỏ. Buổi biểu diễn thật tuyệt. Tôi có rất nhiều kỷ niệm với bố ở đó. Và sau khi bố tôi rời đi, tôi đã không quay lại đó nữa. Vậy là tiến sĩ Hắc và bố của anh ấy đã có những kỷ niệm tuyệt vời cùng nhau ở rạp xiếc đó. Phải, vậy chúng ta mua vé đi và đi xem xiếc cùng tiến sĩ H. Cậu có chắc đúng là chỗ này không? Theo tớ, tờ rơi thì nó phải ở đâu đó quanh đây. Ở đằng kia. Tôi đoán đây là rạp xiếc mà tiến sĩ H muốn tới. Sao bây giờ nó lại trông như vậy? Không ai muốn đi xem xiếc nữa. Công việc kinh doanh của chúng tôi ngày càng tệ hơn. Chúng tôi thậm chí không thể tự nuôi sống mình nữa. Chúng tôi đã kiên trì trong nhiều năm, nhưng cuối cùng chúng tôi đã thất bại. Tôi không thể chịu đựng việc rời khỏi đây, nên thỉnh thoảng tôi có đến thăm. Có vẻ như chúng ta không thể đưa tiến sĩ H đến đây xem xiếc được rồi. Tôi có ý này các cậu. Sao chúng ta không nhận những vai khác nhau của rạp xiếc và biểu diễn cho anh ấy xem? Chủ rạp xiếc,
Chúng tôi có thể mượn đạo cụ bên cạnh được không? Cứ tự nhiên đi. Dù sao thì cũng không có ai đến đây. Sau khi theo dõi họ nhiều ngày, cuối cùng chúng ta đã tìm thấy cơ hội. Họ muốn tham gia vào rạp xiếc. Vậy chúng ta cũng xem được xiếc miễn phí. Ý của ta không phải là như vậy. Tiến sĩ, anh có nhớ buổi biểu diễn xiếc mà anh từng xem diễn ra thế nào không? Đã lâu lắm rồi. Tôi thật sự không thể nhớ nhiều. Có một chú hề có cái mũi rất dài và một nghệ sĩ tung hứng có thể tung hứng vô số quả bóng cùng một lúc. Và có một đàn sư tử bay. Có vẻ như cũng có một màn trình diễn có sự tham gia của động vật. Chúng ta cần kiếm vài con vật. Đừng lo, nhìn xem, tôi có chúng sẵn sàng rồi nè. Ông quái bự, tôi nghe nói các cậu muốn làm cho tiến sĩ Hắc ngạc nhiên, nên tôi tới đây để giúp mọi người. Chúng tôi đã tìm thấy các con vật cho buổi biểu diễn. Chắc chỉ có mình tôi nhận thấy trông chúng rất là quen. Con vật nào nhìn cũng giống nhau vậy thôi mà, đúng không? Được rồi, vậy chúng ta bắt đầu tổng duyệt thôi. Chúng ta không có nhiều thời gian chuẩn bị. Được rồi, đã đến lúc sửa đổi thiết bị để chúng có thể bị lỗi trong quá trình biểu diễn. Khi họ bị thương, chúng ta có thể gọi đó là tai nạn. Tiến sĩ H, 6 giờ tối hôm nay, chúng tôi có một bất ngờ dành cho anh. Tiến sĩ H tới rồi. Các cậu đừng lo lắng. Chúng ta chỉ cần làm như những gì chúng ta đã diễn tập thôi. Thưa quý ông, quý bà, chương trình giải trí hấp dẫn nhất thế giới sẽ được ra mắt ngay trước mắt các bạn. Tuyệt vời, ảo thuật gia của chúng ta đã biến thành một trong những thần tượng nổi tiếng nhất mọi thời đại, siêu nhân thông minh. Thật nóng lòng được chứng kiến siêu nhân kỹ tính rơi xuống ngoạn ngục từ trên cao. Cậu đã sửa chiếc đu của cậu ta đúng không? Tại sao cậu ta vẫn đu được ở đó? Tất nhiên là tôi đã sửa. Nghe thấy đấy, tôi đã sơn lại và đánh bóng nó. Nghe có thể thấy nó tốt hơn nhiều so với trước đây. Ta nói sửa có nghĩa là vặn lỏng đinh ốc đi, chứ không phải làm nó đẹp và sáng bóng.
Có vẻ như chúng ta phải trông cậy vào các quái vật để tấn công bất ngờ thôi. Bình tĩnh, tất cả những gì chúng ta phải làm là giữ thăng bằng và chúng ta sẽ ổn. Bố ơi! Cú đấm vui vẻ. Chúng là quái vật ngụy trang. Tôi sẽ đi tìm người để lừa tôi. Vậy các cậu đã làm tất cả những việc này vì tôi. Tiến sĩ H, chúng tôi muốn làm anh ngạc nhiên. Chúng tôi muốn anh sống lại những kỷ niệm thời thơ ấu. Cảm ơn các cậu. Cứ thế dòi dã cả một đời. Thời gian trôi qua nhanh quá. Ồ, có lẽ tôi nên nghĩ về quá khứ và cả tương lai. Tôi chỉ còn lại sự trống rỗng, hay là dũng cảm tồn tại. Sẽ không còn ai biết đến tôi nữa. Thật yên tĩnh, tôi lựa chọn tiếp nhận hiện tại. Nhưng tôi vẫn chờ mong cơ hội sẽ lại đến. Có lẽ khi tôi tỉnh dậy, cũng chẳng thể cứu vãn mà bất lực ra đi. Thật tệ hại, thật tầm thường, thật vô vị. Luôn chỉ biết dựa dẫm, không sợ cô đơn khi tồn tại. Chẳng thể ngừng nhớ nụ cười hôm ấy. Rốt cuộc có đáng không?